không được tin Long An. Mời dân đại diện cho thành viên mời. Xin ông cho biết là cái cách thức mà mình đưa ra một cái chất lượng giám định là như thế nào, mình được hỗ trợ mỗi máy móc gì chuyên dụng đặc biệt đó, hay là phải chào không giám định đời không mình biết. Thưa đồng xét xử thì phương pháp giám định của sở thông tin truyền thông đã ghi rõ trong kết luận giám định thì vị luật sư như cuối kể. Thank you.